Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải đố cái khóa Khổng Minh hình cầu tròn như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ phá tung nó ra được các mảnh ghép như trên hình. Chúng ta có hai cái mảnh to, hai cái mảnh chính đấy, cùng với đó là hai cái khối hình gần như giống nhau, ba khối hình tiếp theo thì nó có cái trục ở giữa, ba khối hình cắt vẹn và một cái khối chia ra. Rồi chúng ta xếp vào như hình, rồi lấy hai hình to cộng với cả cái khối hình ở ngoài, rồi gắn nó với nhau như trên hình, úp nó vào. Cái này nó hơi cần một chút, đó là sự khéo tay các bạn. Nó úp nó vào như trên hình. Lấy cái hình tiếp theo chúng ta gắn vào. Đôi khi cái việc gắn này nó hơi khó một chút, bởi vì tay chúng ta cần phải giữ vững được hai cái khối chính của nó. Khi chúng ta ghép đấy, chúng ta cầm như kiểu trên hình tôi đang có. Rồi tiếp tục lấy cái hình khối hình tương tự như thế, chúng ta gắn vào ở mặt bên kia để cho nó cân đối đối xứng một chút. Ok, nắm chặt ở trong lòng bàn tay nhé. Đấy, chúng ta để ý là cái khối này có thể di chuyển. Cái khối di chuyển đấy chính là hai cái thanh đầu tiên là chúng ta ghép cái khối to đấy. Rồi chúng ta đưa cái thanh tiếp tục vào. Cái việc ghép này nó sẽ dẫn đến cái việc là nó hơi khó một chút ở cái việc là giữ sao cho nó thật chuẩn. Hình như hơi nhầm một chút rồi. Nó úp ngược lại. Nó tương đối khó bởi vì cái khối cầu này tương đối khít với nhau. Việc càng khít này chứng tỏ là các cái khối mắt ghép của chúng ta là càng chính xác. Đấy, như thế này mới là chính xác. Nó rất cần cái sự khéo tay của các bạn. Đây, chúng ta lấy cái mảnh tiếp theo, hơi đẩy lên một tí rồi đặt xuống. Vẫn hơi thiếu, việc này sẽ hơi khó khăn một chút khi mà chúng ta lại cần đút tiếp một cái mảnh tiếp theo vào. Chúng ta nhìn thấy cái mảnh hai khối cầu cong, nhưng mà chúng ta để ý cái thanh ghép vào nhé. Để ấn nó xuống sẽ tương đối khó bởi vì cần sự chính xác, rất chính xác ở các cái mấu nối. Các mấu nối của nó gọi là mộng. Rồi chúng ta đã thực hiện xong. Tiếp tục thì đưa cái khối hình tương tự vào. Để đẩy lên thì đôi khi chúng ta phải dùng móng tay một tí, chúng ta kéo thật sự khéo léo để đẩy nó lên. Hay nếu như các bạn có một cái rũa bóng tay ấy, chúng ta thò vào sẽ đỡ hơn. Trước đây có lần tôi lắp thử cái này và do việc nó tương đối khít và thiếu kinh nghiệm thì cái việc cậy này tương đối mất thời gian. Chúng ta cứ đẩy từ từ lên. Rồi, ok. Chúng ta chỉ còn hai khối hình thôi. Lắp ghép nó vào. Hai khối hình này chúng ta cần phải nhìn một chút để cho cái việc ghép vào nó phù hợp nhất. Nó là ướm thử. Đấy, như thế này hình như không chính xác rồi. Đấy, như này mới là chính xác. Ok. Đây, vẫn chưa phải, chúng ta phải quay ngược lại, đây như thế này mới là chính xác. Sau đó các bạn đẩy vào. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta nhìn thấy vô cùng hợp lý đúng không ạ?